và bền vững cùng với tốc độ phát triển của thị xã Tân Uyên. New Stam City có giá bán chỉ từ 89 triệu đồng một mét vuông và thanh toán đợt đầu 50% là khách hàng đã sở hữu một nền đất. Đặc biệt, ngoài việc được tặng ngay 5 đến 10 chỉ vàng, rút thăm trúng thưởng trị giá 200 triệu đồng tại lễ mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị cao như một xe Mercedes GLC 300, một xe Honda CR-V, một xe Honda City, 20 xe Honda SH, 20 xe Honda E-Blade, 25 điện thoại iPhone X. Trong chương trình tri ân khách hàng được Kim Oanh Group tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2018 với tổng giá trị lên đến 35 tỷ đồng. Như vậy, khách hàng mua New Town City vừa được hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, vừa được sở hữu một sản phẩm tích hợp các giá trị hiếm có, gồm an cư, đầu tư hoặc tích lũy tài sản cho thế hệ mai sau. New Town City, cơ hội vàng khởi sự kinh doanh.